Hello, em xin chào tất cả các bác. Em lên sóng một chiếc đồng hồ để bàn Citizen Sa Pa. Chiếc này có chiều cao là 29 cm, chiều ngang là 19 cm. Chiếc này là nhựa giả gỗ nhưng mà bốn trụ xung quanh nó là nhôm nha các bác. Nhôm nó có viền mà mạ vàng luôn nha. Còn cái mặt đồng hồ là của kim loại luôn á. Dưới đây nó còn cái tem gì nè. Chiếc này là zin nguyên bản nha các bác. Chiếc này còn rất đẹp nha. Bên hông nó nhìn xuyên thấu luôn nha. Chiếc này sử dụng hai viên pin tiểu, một viên sử dụng cho giờ và một viên sử dụng cho xoay lắc. Bác nào thích chiếc này thì cứ alo em hoặc các bạn Zalo qua số điện thoại 0981 20267 để các bác có thể xem được nhiều sản phẩm khác bên em nha. Em xin kết thúc video, chào tất cả các bác.